Thì Yêu Công Nghệ sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là chiếc đèn flash 1200QT. Chiếc đèn flash này thì sẽ giúp các bạn chụp ảnh, chụp những cái đồ vật khá lớn như là xe ô tô, không gian nhà cửa hay là nội thất. Đây, mình có chiếc đèn flash ở đây rồi. Và mình sẽ vừa mở hộp sản phẩm cũng là vừa nói về chiếc flash này. Chiếc flash này thì sẽ có một số cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là chiếc flash này thì nó sẽ cho các bạn có một cái tốc độ chụp rất là nhanh. Tốc độ chụp nó lên tới 1 trên 5.000. Chúng ta có thể chụp các cái sản phẩm hoặc là với cả nước chẳng hạn, hoặc là chụp những cái hành động thể thao nhanh. Các bạn có thể chụp với cái tốc độ rất là nhanh, các bạn không bị bó hẹp với phần tốc độ như là 1 trên 200 với một số cái đèn flash khác. Một cái ưu điểm nữa của cái đèn flash này phải nhắc đến là cái độ hồi sáng. Đương nhiên rồi, nó hồi sáng rất là nhanh. Nó hồi sáng trong độ từ khoảng 0,05 giây cho đến 1,5 giây. Mình sẽ lấy sản phẩm ra. Đi kèm thì mình sẽ thấy nó sẽ cho mình thêm dây nguồn. Một cái chóa. Đây, các bạn thấy. Tiếp đến thì các bạn sẽ có một cái phụ kiện. Cái này thì là một cái cốc uống nước không đáy. Mình đùa thôi. Đây là một cái phụ kiện dành để chúng ta sẽ bảo vệ một cái phần đèn ở trong này, ở cái đèn flash này. Lát nữa mình sẽ lắp lên và mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, các bạn sẽ hiểu dễ hiểu hơn. Chúng ta còn một cái cuối cùng, đấy là cái bóng đèn. Cái bóng đèn này thì dùng để làm gì? Chúng ta sẽ lắp cái bóng đèn này vào cái phần đèn flash. Đây không phải là bóng đèn dành cho flash mà nó sẽ là một cái bóng đèn để rọi sáng khi các bạn chụp trong điều kiện trời tối, phòng tối, thì chúng ta sẽ bật cái bóng đèn rọi lên để chúng ta có thể lấy nét đó. Bây giờ mình sẽ bỏ lắp từng bộ phận lại các bạn nhé. Còn một cái điểm nữa là các bạn có thể tìm được ngay cái quyển hướng dẫn sử dụng ở trong này, tìm được quyển hướng dẫn sử dụng này đó. Một cái thẻ bảo hành cũng như là hướng dẫn sơ qua những cái điều an toàn để các bạn sử dụng cái đèn này an toàn, mình sẽ bỏ qua. Sau đây thì mình sẽ tiến hành một số cái lắp đặt đơn giản. Các bạn có thể đặt cái đèn này lên trên một cái chân, sau đó thì mình sẽ tiến hành lắp đặt, hoặc không thì như mình quen rồi, các bạn nhìn nhé. Đây. Cầm tay cho các bạn dễ nhìn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lẫy chốt, các bạn gạt xuống xoáy. Cái này thì dùng để bảo vệ đèn. Đây là cái phần bóng flash của chúng ta. Đèn ở đây nó sẽ là đèn flash. Nếu mà các bạn làm vỡ hay là làm rơi hỏng là rất là mắc tiền, nên chúng ta sẽ dùng nó đây bảo vệ mỗi khi mà không sử dụng nữa bạn nào. Việc đầu tiên chúng ta setup thì mình sẽ phải sử dụng, các bạn có thể lắp cái bóng này vào phần mặt trước. Việc lắp bóng hay là việc lắp bảo vệ bóng trước thì tùy các bạn, hoặc các bạn có thể không lắp bảo vệ bóng. Nếu mà bạn nào tự tin là không làm vỡ bóng thì có thể không lắp. Sau khi các bạn lắp cái phần bóng đèn dọi này, chúng ta sẽ cần cái phần chóa bảo vệ. Các bạn cần, vì sao mà các bạn cần chóa bảo vệ? Vì các bạn thấy đây, mình có thể đặt tay vào đây gây gãy bóng, hoặc là cũng có thể là khi chúng ta lắp cái xoa bóc vào trượt tay là có thể vỡ bóng hoặc gãy bóng. Chúng ta tốt nhất là sử dụng cái chóa bảo vệ này, bảo vệ một lúc hai cái đèn luôn. Đó. Giờ chúng ta sẽ bảo vệ hai cái đèn luôn. Bây giờ thì mình có một cái chóa. Chóa này chúng ta có thể lắp ở ngoài. Mình xem, mình sẽ lật cái đèn lên một chút để mình xem. Ở đây mình có các cái ngạnh. Các bạn sẽ lắp theo ngạnh nhé. Đây, đây có ngạnh. Lắp vào này. Lắp, ấn vào, ấn xuống. Và sau các bạn xoay. Khi bạn xoay nó sẽ kêu khớp một chút, là chúng ta có thể lắp cứng lại. Đấy, đấy, thấy không? Là được. Vậy là chúng ta đã lắp được cái phần đèn này trên tay mình luôn. Bây giờ thì đương nhiên rồi, chúng ta phải lắp nguồn chúng ta mới thử được. Mình sẽ lắp dây nguồn, lấy một chiếc chân máy, và phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Ở sau này nó sẽ có một số cái sử dụng đơn giản mình sẽ hướng dẫn qua. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái phần mặt sau của cái chiếc đèn flash Godox QT 1200. Các bạn có thể thấy giao diện dùng thì khá là dễ. Đây,
Đương nhiên rồi, việc đầu tiên là lắp nguồn. Lắp một cái nguồn vào, bật nút on. Bây giờ chúng ta sẽ set up. Ở đây thì mình có một số cái chế độ, mình sẽ tắt hết đi. Đấy, tắt đi này. Một cái phần nút test. Nút test này thì để khi mà chúng ta bật đèn lên để biết là đèn flash đã chạy hay chưa. Ấn test và cũng như là biết cái độ sáng nó đánh ra là bao nhiêu. Các bạn thấy có hai cái phần núm vặn. Núm vặn đầu tiên này là chỉnh cường độ. Đó. Cao nhất là 10. Ta sẽ xuống thấp nhất này. Đấy, thấp nhất nó off, nhưng mà off là tắt này. Nhưng mình bắt đầu mở lên này, nó sẽ là 5. Đó, các bạn phải test. Đấy, nó yếu hơn rất nhiều. Thậm chí là cái tiếng đánh của nó yếu hơn này. Đấy, tạch tạch, còn cái tiếng kia nó bụp cơ. Thì ở đây là cái phần test để biết là cái ánh sáng của mình đánh ra là bao nhiêu. Tiếp theo thì các bạn thấy có một nút là nhại. Nút này nhại, các bạn ấn lên này, mình ấn lên nhá. Rồi mình bật nhại là khi nào? Bật nhại thì các bạn có thể sử dụng nhiều đèn cùng với nhau. Các bạn có thể kích đèn khi mà nó gặp một cái ánh sáng flash khác. Đây là các bạn nhớ là ánh sáng flash khác nó sẽ có cái bộ cảm biến nhận. Nó nhận được thì nó sẽ tự động đánh cái đèn này. Chúng ta không cần, mình có thể lắp cái đèn flash cóc hoặc là lắp một cái đèn flash speedlight lên trên máy ảnh của mình. Mình chỉ cần nó nổ là cái này cũng nổ. Cái chức năng này nó dành cho các cái bạn mà không muốn sử dụng trigger. Mình có thể sử dụng cái đèn này để thay một cái trigger hoặc là chúng ta có thể nhại các đèn khác với nhau, không cần trigger. Đây mình bấm nhá. Mình chỉ cần mở cái đèn này của mình thôi. Bây giờ mình sẽ đánh. Đấy. Mình sẽ mở cái công suất này to lên để các bạn thấy là ngay ở trên phông nó cũng sẽ đánh này. Đấy, có cả tiếng luôn. Rất là sáng. Mình nhại bằng cái đèn này. Đấy, mình đánh bằng cái đèn này. Đèn này mình hướng ra đây, nhưng tuy nhiên thì đèn kia nó vẫn sáng vào phông này. Đó, bộ nhạy nó rất là nhạy. Đây là một cái chế độ về nhạy. Rồi, tiếp theo chế độ tiếp theo. Cái này thì nó hiển thị cái âm thanh ấy. Khi mà các bạn chụp thì nó sẽ có cái âm chụp để báo cho người mẫu hoặc là báo cho người xung quanh biết là mình chụp ảnh. Đấy, nó sẽ kêu tít một cái. Tít cái nghĩa là người ta sẽ biết là cái độ hồi của đèn. Tít một cái là sẵn sàng, tít một cái là sẵn sàng. Cứ mỗi khi mà cái này nó kêu tít một cái là nó sẵn sàng để các bạn sẽ đánh đèn tiếp theo. Đó. Tiếp đến thì chúng ta có một cái mode. Chúng ta có thể chỉnh một số cái mode trong này. Cái mode này thì thực ra thì cái mode này nó sẽ là các bạn chỉnh, chính là chỉnh cái độ sáng. Độ sáng, bật tắt mode là độ sáng của cái đèn dọi phía trước. Đây nhá. Đây, bây giờ mình mới đến cái phần vặn này này. Phần núm vặn này sẽ là độ sáng tối của cái chiếc đèn dọi mặt trước. Thì bây giờ mình sẽ quay nó lại vậy. Này, các bạn thấy không? Khi các bạn bật mode lên, mình tắt lại cái mode đi nhá. Khi mình tắt mode thì phần đèn dọi sẽ tắt với những cái môi trường sáng như mình đang sử dụng đây trong studio đây. Có đèn xung quanh, mình sẽ không cần phải bật mode. Tuy nhiên thì với một số bạn chụp ảnh và các bạn muốn không chế ánh sáng, không muốn ánh sáng ở ngoài tạp pha vào thì chúng ta sẽ bật mode lên. Tắt hết đèn đi và bật mode lên này. Đèn sẽ sáng. Đằng sau có một cái núm xoay như lúc mình đã nói này. Rồi mình sẽ xoay cho nó cái công suất của nó tùy đó. Sáng tối là tùy các bạn. Làm sao mà chúng ta máy ảnh bắt nét được là ok. Vậy thì xoay ra này. Đấy, các bạn thấy không? Vậy chúng ta sẽ tắt đi. Thường là mình tùy trường hợp thôi. Bỏ qua này. Ở đây thì có một cái cổng dành cho thiết bị, các cái thiết bị điều khiển bằng sóng wifi, sóng không dây. Thì các bạn có thể mua kèm một số cái thiết bị điều khiển, ví dụ như là trigger hoặc là điều khiển ngoài của hãng Godox để các bạn có thể cắm đây, hoặc là một số cái hãng Ford thì các bạn có thể cắm vào đây để các bạn có thể điều khiển chiếc đèn này. Chúng ta nhiều lúc treo đèn lên trên cao hoặc chúng ta không thể thao tác được, hãy sử dụng những cái điều khiển như vậy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái jack. Cái này jack đầu 6.3 đây. Cái jack đầu 6.3 này thì để chúng ta gắn các thiết bị trigger. Rồi mình sẽ lấy một cái trigger mình gắn để các bạn dễ hiểu hơn. Ở đây thì tiếp theo mình sẽ nói tiếp theo nhá. Đây là cái phần để các bạn có thể gắn trigger. Trigger đầu 6.3. Trước tiên thì tắt đi qua đã. Bạn rút nguồn ra này, cắm vào đầu trigger này. Rồi, đấy, nguồn nó chuyển qua điều khiển trigger. Một đầu nguồn này thì chúng ta cắm lại với cả cái nguồn. Đấy, các bạn thấy không? Đây nhá. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ có một cái jack điều khiển cắm vào cổng này.
Và đương nhiên là mình có một cái trigger mình bật lên này. Trigger này sẽ cắm vào các loại máy ảnh, hoặc là các bạn có thể cầm tay, nhưng mà chả ai cầm tay cả. Mình cầm tay hướng dẫn các bạn thôi, mình hơi ngại lấy máy ảnh. Mình sẽ bấm này, bạn thấy không? Sau khi các bạn bấm chụp thì nó sẽ nổ thôi. Đây là cổng điều khiển trigger, cho nó nổ nhẹ nhẹ thôi, nổ to nghe sợ quá. Đấy các bạn thấy không? Ngoài ra thì cái này nó có thể liên tiếp ấy. Thường thì nó chớp rất là nhanh, các bạn có thể sử dụng 1/5.000 giây. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Hồi đèn thì 0.05 giây. Các bạn thấy sự lợi hại không? Thì đây là chiếc đèn Godox QT1200. Vừa rồi là một số cái mà mình đã giới thiệu. Các bạn sẽ nhìn lại nó một lần nữa, và chúng ta sẽ đặt hàng và có thể là tham khảo một số cái thông số của chiếc đèn này. Thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghe.vn hoặc gọi số hotline của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.